Nữ tiểu thương chợ Long Biên bật khóc, lo sợ nhóm hương kính trả thù. Chiều 25 tháng 7, tại phiên xét xử vụ án, cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại chợ Long Biên. Khi được hỏi, vợ chồng bị hại anh Hà và chị Nga đã đề nghị hội đồng xét xử, xét xử đúng người, đúng tội. Đối với các bị cáo, khi chủ tọa hỏi về việc, đề nghị các bị cáo bồi thường, đối với những tổn thất gây ra, chị Nga khóc lớn rồi nói, bồi thường cái gì ạ, à? hai lần tôi tự tử thì bồi thường cái gì chủ tọa sau đó đề nghị chị nga bình tĩnh bởi đối với hành vi của các bị cáo đã phải đứng trước vành móng ngựa nhưng chị nga vẫn khóc và lo lắng các đối tượng ra khỏi vòng pháp luật ai sẽ bảo vệ cho tôi sau khi nghe chủ tọa giải thích thêm về việc có đề nghị bồi thường không chị nga đã trả lời không yêu cầu bồi thường bởi những thiệt hại do các bị cáo gây ra chị chỉ đề nghị xử đúng người đúng tội để còn tinh thần làm ăn buôn bán khi các bị cáo bị bắt không ngày nào tôi sống được thoải mái luôn có áp lực vô hình ngay hôm nay xử tòa nhưng tối qua ra chỗ kinh doanh tôi cũng bị gây áp lực rất lớn chị nga chia sẻ tiếp đó hội đồng xét xử đã mời các luật sư tiến hành phần xét hỏi trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho mình bị cáo nguyễn kim hưng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như cáo trạng đã nêu bị cáo nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới tất cả các hộ kinh doanh tại chợ long biên vì trong thời gian qua đã có những cái chưa làm đúng theo quy định của ban quản lý chợ giao để bê trễ công việc và cách ứng xử thiếu văn minh, chưa đúng mực, đặc biệt với hộ chị Nga, anh Hà, các luật sư tập trung làm rõ về việc tuyển dụng, ký hợp đồng và việc phân công công việc của ban quản lý chợ Long Biên đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng. Tuy nhiên, vị đại diện của ban quản lý chợ có mặt tại tòa đã không nắm được nhiều thông tin. Theo cáo trạng, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga, sinh năm 1981 và chồng là anh Hoàng Anh Hà, sinh năm 1972 cùng chú tại Ba Đình, kinh doanh hoa quả. Tại chợ Long Biên, gia đình anh chị thường xuyên bị hương kính và nhóm đàn em đe dọa, chèn ép, bắt phải nộp nhiều loại tiền. Ngày mùng 10 tháng 8 năm 2018, chị Nga và anh Hà gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự, công an Hà Nội, tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng trên. Kết quả điều tra cho thấy, dưới danh nghĩa là những nhân viên của tổ bốc rỡ số 2 thuộc chợ Long Biên, Hương Kính đã chỉ đạo nhóm đàn em, chèn ép, gây khó khăn đe dọa hộ kinh doanh của anh hà chị nga để tạo sức ép các bị cáo không cho ô tô của hộ anh hà chị nga đỗ trong chợ cho nhân viên lái xe đỗ chắn trước kiosk kéo cá thối để cạnh kiosk của chị nga cáo buộc cho rằng hương kính còn tự ý giao cho vương lợn thu tiền dịch vụ bốc rỡ hàng hóa chỉ đạo nhóm đàn em soạn bảng kê khác theo ý của hương thay vì dùng các bảng kê do ban quản lý phát hành có đóng dấu treo của ban quản lý hương kính yêu cầu đàn em không để nhân viên bốc rỡ của các hộ kinh doanh tự bốc rỡ với lý do thực hiện hợp đồng bốc rỡ với ban quản lý chỉ nhân viên tổ bốc rỡ số 2 mới có quyền bốc rỡ hàng hóa